Sàn nước nhà mình rất là lớn, sàn nước rất là tốt, ở dưới thì cỏ rất là rộng và ở dưới nữa thì là bí lồi. Đấy. Bí lồi trồng để lấy ngọn bí để luộc hoặc là xào nhé. Thì cái dàn nước ở trên dàn bí lồi như thế thì cũng có một số dây cái bí lồi nó leo lên dàn nước này. Và ở đây mình phát hiện ra một cái quả bí rõ xuống này. Bí này thì thực ra không phải là bí lồi mà nó hơi dài dài, và cái quả bí này chắc phải được gần 1 ký ạ. Đấy. Để dài mà cũng không để ý. Rất là nhiều rau ấy, nên là cũng cứ để cho nó xem nó to hết cỡ được bao nhiêu. Cũng chưa bứt nó về để chưa cần đến nó, chưa ăn nó nên là chưa bứt về. Cứ để nó leo. Kênh con kênh có quả là có hoa ngon nước rồi. Cũng đang lên rất là xanh tốt. Trên này, trên dàn này. Và phía dưới chân này nó có một cái dây nó neo xuống, dây mướp nhỏ nó cũng phát hiện ra có một cái quả mướp, quả mướp ở dưới này. Quả này thì vẫn còn ăn được nhưng mà khuất dây tán lá này, nó hơi nhỏ, để một thời gian nữa là nó bị già đấy, không ăn được. Tí mình sẽ vặt về và nước cũng nhiều nên là
ăn không hết. Đinh năng, cây đinh năng con mình đã đánh một ít từ vườn để ra đây trồng ngoài này. Nhưng mà ngoài này mùa này nắng quá nó không lên được, nó bị đỏ hết rồi, đỏ hết, khô hết. Cây đinh năng thì nó ưa cái bóng râm hơn, nó không thích hợp ở những cái chỗ mà nhiều ánh sáng quá, nắng quá nó không thích hợp, nó không lên được. Đây là cái luống hành hoa của nhà mình, hành hoa nó ra hoa rồi. Đất này thì trước trồng lúa đấy, nhưng bây giờ không trồng lúa nữa rồi, để trồng rau. Và phía xa thì người ta trồng cây, cây bạch đàn rất là cao, lớn. Cả phía trên cái ổ đất cao này nữa. Trước là không có cây lớn thế này đâu, nhưng mà giờ người ta trồng cây rồi. Thì bây giờ cái khu này thì để trồng rau đây. Vì cái khu này trồng rau bí, rau bí cũng rất là nhiều ngọn, nhưng mà cũng nhiều loại rau quá nên cũng không ăn hết, nhưng mà để ở đây rất là nhiều ngọn bí, ngọn bí rất là nhiều nhé. Rau bí này thì được ăn rất là mát nhé, mà nó sinh trưởng rất là tốt, rất là tốt. Yep.